nó sang, có nghĩa là không có con người. Và trò này nghe nói là trò rất khó. Khó thì con nghe con vẫn được được, nhưng mà nói trò này nó kêu là khó nhất mọi thời đại. Nghe rõ không? Khó nhất mọi thời đại. Thời đại à, nó cũng khó nhất mọi thời đại, nhưng gì nó nói không? Đây, đây là né né. Nghe kinh khủng lắm ấy. Ui, nút đùm đùm. Đừng nghe em ra. Anh Wi-Fi ấy. Đây như là lên bản xếp hạng ở đâu ấy. Hạng cùng hay đó. Dạ dạ dạ. Đâu 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 đâu. À, à, xem chết. Chưa chết chưa chết. Wow. Yo. Lại lại. Chờ nhất định 30 giây mới được. Mày ta thấy cái gì đó xuống. Dạ thôi đừng. No no. Fuck you. Đập máy đi mấy bạn. Đừng đừng. Cá sấu. Hả? Phải cũng chết nữa hả? Nữa. Thôi. Đừng. Thôi. Em muốn chết. Em không. No. Game là phải tin mắt mọi người à. Mà tin mắt đến đâu cũng cháy thôi. Ui ơi, ui. Lại. Bông hoa. Này. Ôi. Cố lên. No. Thả em. No. Chết mẹ, cá sấu. Nè. Wow. Mưa nữa. Phải nhất định. Chết nhờ. No. Đừng. How to. Có đứa nó chơi 50 giây. How to nó chơi được. Ui. No. Tôi điếu hiểu. Cái gì đấy? Cá sấu. Cái gì đây? Nào. Chú phong. À. Tôi chơi đây. Ui cái gì vậy? À, bông hoa. Này. Mắc một khi nữa. Ui. Hay mắc chạy. Có lên. Chưa chết. Cái đó cũng gọi là kinh rồi đó, nhiều cái đó gọi là kinh đó.
Rồi mắc. Bông hoa. Dạ. Dạ. Đừng, no. Chưa chết, tôi chưa chết. Bà chết rồi. À. Thôi thì ok. Nhưng mà nói chung là nó khó quá. Ít chết. Wow, tôi chưa chết. Thật nó nói là game này là game khó nhất mọi thời đại. Ừ, cũng hợp lý nha. Video này kết thúc rồi, tạm biệt mọi người nhé.